Cây ngọc am là một loại cây quý hiếm của Việt Nam, mọc chủ yếu tập trung ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt là ở những ngọn núi đá thuộc tỉnh Hà Giang. Nơi đây có không khí mát lạnh, phù hợp các loại cây lá kim như ngọc am sinh sống và phát triển thuận lợi. Gỗ ngọc am được xem là một loại gỗ quý hiếm. Chính vì thế mọi người thường truy lùng loại gỗ này đến mức tuyệt chủng. Hiện tại, những cây gỗ to ở Hà Giang chỉ còn đếm trên đầu ngón tay và đã được nhà nước gắn chip để theo dõi và bảo vệ. Gỗ ngọc am phát ra hương thơm đặc trưng, rất dễ chịu, mùi hương thuần khiết, không giống với bất cứ hương thơm nào. Giúp con người giảm căng thẳng, xua đi tà khí, an thần dễ ngủ. Tinh dầu ngọc am được lấy làm nước hoa đặc biệt, xông nhà xua đuổi côn trùng, xông phòng khách sạn, nhà nghỉ, tạo hương thơm quyến rũ và dễ chịu. Gỗ ngọc am trên thị trường được chia ra làm 3 loại. Gỗ nu ngọc am là phần gỗ ở gốc câu lâu năm, phần giá nhất của cây, cũng là phần giá trị cao nhất của cây ngọc am. Gỗ thân cây ngọc am là phần chủ yếu để làm bàn ghế, các vật gia dụng hoặc làm tượng. Gỗ lũa ngọc am là phần rễ cây, gốc cây đã bị chết lâu năm do tự nhiên hoặc do con người chặt hạ và còn sót lại phần gốc. Gốc cây lâu ngày nằm sâu dưới rất mục lũa, phần vỏ còn lại lõi cứng như đá bền với thời gian. Gỗ ngọc am hay còn gọi là hoàng đàn rủ, hoàng đàn liễu. Người Trung Quốc gọi là bách mộc là một loài hoàng đàn bản địa chủ yếu tại Trung và Tây Nam Trung Quốc. Đây là loài cây gỗ lá kim mọc cao tới 20-35 mét với đường kính thân cây lên tới 2 mét. Tán lá rậm rạp, thường có các cành nhỏ sắp xếp thành mặt phẳng. Dù lòng thòng bao gồm các chồi non màu xanh lục tươi, rất mảnh rẻ, hơi dẹt. Bởi thế lên nó mới có tên gọi là hoàng đàn rủ. Loài này phân bố ở độ cao dưới 2.000 mét so với mực nước biển. Thường sống trong các khu rừng nhiệt đới, xanh, có mưa mùa ẩm. Nó cũng thường được trồng quanh các chùa chiền, đền miếu hay trong các khu vườn đặc thù. Đôi khi nó cũng được trồng làm cây cảnh ở các khu vực ôn đới khác hoặc trồng cảnh trong nhà ở những khi vực lạnh khô. Tại Việt Nam, nó mọc rải rác trong các khu rừng, cao nguyên đá tập trung nhiều ở Lạng Sơn và Hà Giang. Phân loại gỗ ngọc am. Có hai loại gỗ ngọc am là ngọc am đỏ và ngọc am vàng. Ngọc am đỏ là gỗ phần rễ nằm sâu trong hang đá, ít tiếp xúc với ánh mặt trời, lên trong gỗ chứa nhiều tinh dầu hơn, cho thớ gỗ mịn và đẹp hơn, đồng nghĩa với mùi thơm sẽ nồng và lâu hơn. Ngọc am vàng là phần gỗ nổi trên mặt đất, thường xuyên tiếp xúc với ánh mặt trời lên màu gỗ tươi và thẳng đẹp hơn. Tinh dầu loại này ẩn sâu bên trong lớp gỗ, lên có mùi hương nhẹ và thoang thoảng. Mùi hương cũng lâu nhưng không mạnh bằng ngọc am đỏ. Cả hai loại trên đều có thể có đặc điểm tự nhiên là lên tuyết của gỗ ngọc am. Hiện tượng lên tuyết này là hiện tượng đặc biệt có ở mọi loại gỗ thuộc họ hoàng đàn. Ưu điểm của gỗ ngọc am là gì? Gỗ ngọc am sở hữu những đặc điểm nổi bật và tinh tế, mang lại sự quý phái và độc đáo cho thiết kế nội thất. Dưới đây là các chi tiết về những đặc điểm này. Hương thơm gỗ ngọc am thư giãn. Một trong những điểm độc đáo của gỗ ngọc am là mùi hương thơm dịu nhẹ. Mùi hương này không chỉ đem lại cảm giác thư thái và tinh tế, mà còn tạo nên không gian ngọt ngào và thú vị. Nó làm cho trải nghiệm sống trở nên phấn khích hơn và thể hiện sự đẳng cấp trong thiết kế nội thất. Vân gỗ ngọc am tuyệt đẹp. Gỗ ngọc am được yêu chuộng bởi vân gỗ đẹp và đa dạng. Vân gỗ uốn lượn tự nhiên tạo nên những hình khối tinh tế và thu hút ánh nhìn. Sự kết hợp giữa vân gỗ và màu sắc tạo nên một bức tranh tự nhiên tuyệt đẹp trên bề mặt gỗ. Mỗi mảng gỗ ngọc am có một bản sắc riêng biệt, làm cho mỗi sản phẩm trở nên độc đáo và không giống ai. Chất gỗ ngọc am tốt. Gỗ ngọc am được đánh giá cao về chất lượng, độ bền và tính chất cơ học. Loại gỗ này thường rất cứng và có khả năng chống nén, kéo tốt. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc chế tác và tạo hình trong quá trình sản xuất nội thất. Gỗ ngọc am không chỉ đẹp mắt mà còn có khả năng duy trì hình dáng và cấu trúc của sản phẩm theo thời gian. Tóm lại, gỗ ngọc am không chỉ là một nguyên liệu quý có giá trị cao mà còn mang theo sự thơm ngát, vẻ đẹp tự nhiên và tính chất vượt trội. Đây là nguyên liệu lý tưởng để tạo ra các sản phẩm nội thất và trang trí nội thất độc đáo và sang trọng. Công dụng của gỗ ngọc am. Gỗ ngọc am không chỉ là một loại gỗ độc đáo về màu sắc và vân gỗ, mà còn mang trong mình nhiều giá trị sức khỏe và tâm linh đáng kinh ngạc. Loại gỗ này đã tồn tại trong lịch sử phong thủy và được sử dụng trong việc chữa bệnh và cân bằng tinh thần. Giá trị sức khỏe. Lưu thông khí huyết, giải độc,
gỗ ngọc am vượt trội trong việc giúp lưu thông khí huyết và giải độc cơ thể. Khi sử dụng làm đồ nội thất, mùi hương dễ chịu và thoải mái từ gỗ ngọc am tạo nên không gian tràn đầy sự sảng khoái. Gỗ này cũng có khả năng xua đuổi côn trùng, tạo không gian thoáng đãng và dễ chịu. Chậm quá trình lão hóa, tinh dầu từ gỗ ngọc am có khả năng chậm quá trình lão hóa da, cải thiện tình trạng nám da và tàn nhang. Khi tắm bằng nước pha tinh dầu gỗ ngọc am, làn da trở nên hồng hào, sáng mịn hơn. Tinh dầu còn giúp làm lành vết xương, vết thương nhanh chóng và diệt vi khuẩn. Cân bằng tinh thần. Mùi hương dễ chịu từ gỗ ngọc am không chỉ tạo ra không gian ấm áp mà còn giúp cân bằng tinh thần. Khi tập yoga, ngồi thiền, mùi hương này đem lại cảm giác thư thái và dễ chịu, giúp tâm hồn trở nên tĩnh tại và an lành. Giá trị tâm linh, gỗ ngọc am không chỉ giữ giá trị về sức khỏe mà còn liên quan mật thiết đến khía cạnh tâm linh trong cuộc sống. Theo quan niệm phong thủy, đặt gỗ ngọc am trong nhà có thể xua đuổi khí xấu và tà ma, mang lại bình an và thịnh vượng cho gia đình. Gỗ này còn được sử dụng để chạm khắc tượng Phật, tượng thờ, tượng thánh và đóng vai trò bảo vệ gia chủ khỏi những tác động tiêu cực. Từ đó, gỗ ngọc am... Xin chào các bác, hôm nay tôi làm cái clip về vòng đu ngọc am, tiếp tục và trả lời một số cái thắc mắc cho các bác đến cái vòng đu ngọc am này. Đu ngọc am Hà Giang thì cái vòng đu ngọc am này thì nó có những cái kích thước size 10 ly, 12 ly, 14 ly, 16 ly, 18 ly và 20 ly các bác nhé. Nó hạt tròn, hạt đốt trúc thì chắc là sắp tới tôi sẽ làm hạt đốt trúc, hạt tròn, đu ngọc am. Hàng nu này là hàng ở gốc già. Các bác nhiều các bác không biết nu là gì, nu ở đâu thì các bác tôi tư vấn luôn là cái nu này là ở dưới gốc cây đấy, gốc già. Nu các bác cũng không biết là gốc hay thân là nó tốt thì tôi khẳng định luôn là nu ở gốc là tốt nhất. Các loại gỗ nu là loại gỗ tốt nhất các bác nhá. Gỗ già nhất, gỗ đẹp nhất, gỗ sử dụng là gỗ giá trị nhất, đắt nhất. Các loại gỗ có nu đều là cái phần nu là phần tốt nhất, già nhất và đắt nhất. Nhiều bác vẫn còn rất là hỏi rất là ngây thơ về những cái vấn đề đấy. Đây là cái vòng nu ngọc am 16 ly này, 14 hạt. Và cái câu hỏi nữa là về mùi thơm của cái thằng ngọc am này như thế nào, mùi nó giống với mùi gì. Các bác hỏi cũng rất là nhiều về hương thơm, hương vị của cái thằng ngọc am này. Thì cái này hương thơm của nó đặc biệt là cái hương thơm. Thì hương thơm của nó rất là đặc trưng, đặc biệt. Nó không nó rất là dễ nhận ra, không khác, không giống với bất kỳ cái mùi thơm nào ở trên khi mà các bác ngửi trước đấy đâu. Nó không giống với bất kỳ cái mùi thơm nào đâu. Nó rất là đặc biệt. Nó dễ chịu, nó thanh mát, nó dễ chịu lắm, nó dịu dàng, nó thanh mát lắm. Còn hương thơm thì mình không thể mô tả được, nó không thể là giống cái mùi này, giống cái mùi kia, giống cái mùi ngọt. Ngọt ngọt thì mình chỉ tương đối thôi, nói tương đối thôi, mùi nó ngọt thì là nó sẽ ngọt thì nó mức ngọt nó như nào, nó có nhiều mức lắm. Nên là nó chỉ tương đối thôi, qua mạng như này thì các bác chỉ biết là bên tôi nói là nó mùi thơm này. Hương thơm rất là dễ chịu, thanh mát, thuần khiết. Nó thư thái, thư giãn đầu óc khi mà ngửi cái hương thơm này, nó thư giãn đầu óc. Nó như mùi nước hoa vậy các bác. Như mùi nước hoa, nhưng mà nhìn nước hoa nó cũng có nhiều loại mùi lắm. Vì cái ngọc am này nó là tinh dầu ngọc am này, nó để dùng để làm nước hoa mà. Là một cái vật phẩm để làm nước hoa. Rất là hiếm. Hiếm cái nước hoa nó có sản xuất tinh dầu ngọc am ấy. Tinh dầu ngọc am thì người ta bán cũng rất là nhiều. Ở trên mạng nó bán rất là nhiều, nó cũng một cái tip nhỏ nhỏ này này, nó bán về xong để sức vào tay vào chân cho trẻ em, rồi xông nhà để tránh muỗi đấy. Đấy là tinh dầu ngọc am, nó lấy từ cây gỗ rồi lá rồi rễ ngọc am. Còn đây là phần nu là phần giá trị nhất của cây ngọc am, để phân đẹp nhất và gỗ chắc bền nhất để làm những cái vật phẩm mỹ phẩm mỹ nghệ như thế này. Thì là chúng ta sẽ lấy phần nu và phần rễ, phần lũa. Thì gỗ nó rất là chắc và chứa nhiều tinh dầu. À.
các bác nếu mà muốn sử dụng cái vòng ngọc am này để giảm căng thẳng mệt mỏi thì các bác có thể sử dụng một vòng rất là tốt để đầu giường, khi mà trước khi đi ngủ các bác bỏ ra, các bác niệm hạt rồi các bác ngửi cái hương thơm của nó rất là dễ ngủ các bác nhé, hương thơm rất là dễ chịu và đặc biệt. Nhiều bác là nghiện cái vòng ngọc am này đấy, nhiều nghiện cái mùi thơm của nó, dùng nhiều là nghiện luôn, rất là dễ chịu. Rồi tôi xin phép các bác là trả lời các bác như thế nhé. Còn các bác nào mà có câu hỏi nào nữa, muốn đặt câu hỏi các bác cứ đặt câu hỏi ở dưới cái phần bình luận, hoặc là nhắn tin cho Mộc Hương Shop, hoặc là gọi điện, hoặc là nhắn Zalo hai số điện thoại này. Đây là vòng 20 ni các bác nhé, vòng 20 ni nu ngọc am đây, nu kín luôn, rất đẹp, vòng 20 ni to. Rồi xin chào các bác.